Chào anh chị, chào cả nhà. Ơ bó, chào cô chú đi con. Chào cô chú. Bữa nay là một ngày cũng rất là đặc biệt anh chị. Ngày 27 tây tháng 5, 2023. Bó bó sinh ngày 27 tây tháng 5, năm 2016. Bữa nay đúng cái ngày sinh nhật của bó bó luôn. Thì cũng may là bầu trời Cali cũng qua đúng ngày. Và ngày hôm qua gia đình ở nhà mẹ của bó bó đã làm tiệc cho bó rồi. Thì bây giờ mình có chút thời gian để mình rước bé đi chơi vòng vòng, ăn uống chút xíu nha anh chị. Bố ơi, dắt con đi mua cái bánh nha con. Dạ. Thích bánh gì? Strawberry. Cái tiệm bánh 85 độ này nó nằm ngay ngã tư đường Brockhurst với lại Westminster nha cả nhà. Ở đây bán bánh ngon lắm. Vô đi con. Mà bố thích dầu lắm, nó nhìn cái bánh dầu là nó chỉ liền. Cũng rẻ anh chị. Có 32 đồng à. 32 đô cả. Đẹp ha. Không còn một chỗ trống nào luôn anh chị. Nhất là những ngày thứ bảy cuối tuần. Trời ơi, tiệm kiềng mì gõ kìa anh chị nhìn kìa. Họ đứng cái line chờ ở ngoài kìa. Ghê chưa? Nhà hàng ghiền mì gõ đó anh chị là ngày thứ hai và ngày thứ năm đóng cửa nha, anh chị nhớ lưu ý nha điều đó nha. Ngoài thôi cho nên là ngày nào là đồ ăn nấu cho ngày đó, tất cả đồ ăn là đồ ăn tươi hết, không có để qua ngày mai. Chính vì điều đó mà tiệm ghiền mì gõ càng ngày càng đông khách, và nhất là những khách ở những tiểu bang ngoài khi mà đến du lịch Nam Cali là ghé ghiền mì gõ. Ngày cuối tuần cho nên là rất là đông khách anh chị ha. Mình ghé đây là mình thích, mình thèm, bên đó mình thèm lắm. Qua bên đây mình phải ăn. Cô khán giả coi kênh Bầu Trời Cali biết cái quán này và tới đây. Mỗi lần xuống đây là ghé ghiền mì gõ. Cổ ở San Jose lần á. San Jose là mình Bắc Cali, ở đây là Nam Cali. Trời ơi, giày đẹp quá vậy. Cách đây 4 năm về trước, tiệm ghiền mì gõ này nằm ở bên phía bên kia đường. Lúc đó tiệm của cậu nhỏ lắm, mà giống như là Bầu Trời Cali với cô chủ ghiền mì gõ này có một cái duyên. Khi mà lúc đó kênh YouTube của Bầu Trời Cali chỉ có 20 mấy ngàn người subscribe thôi, thì mình đến ghé quán này và mình ăn và mình quay phim. Quay phim rất là vụng về, hoàn toàn là không có một cái gì, không có một cái dụng cụ để cái máy lên, cũng không có microphone, cũng nói chung là lúc đó mình chỉ nghĩ mình làm YouTube chơi cho vui thôi. Và không ngờ cái video đó đã phổ biến khắp nơi ở nước Mỹ này. Và nhiều cô chú anh chị khắp nơi bắt đầu tới đó ăn. Lúc đó là kiềng mì gõ bắt đầu phát triển lên từ ngay lúc đó luôn anh chị. Và sau đó có những YouTuber khác cũng đến quay. Nhưng mà Bầu Trời Cali là người đầu tiên. Bởi cho nên là mình có một cái duyên, rất là có duyên với cô kiềng mì gõ. Bầu Trời Cali xin chúc quán càng ngày càng phát triển hơn nữa. Sau này sẽ mở ra thêm ghiền mì gõ 2, ghiền mì gõ 3 nữa ha anh chị ha. Hoa đẹp không con? Đói bụng á, mà phải chờ vậy nè, ăn mới ngon. Thiệt, hồi vô là ào là đi ra. Ông Nhận nhìn cả nhà nhìn lượng khách kinh khủng không? Mà tốc độ phục vụ á rất là cao nha. Anh chị chỉ cần gọi đồ ăn trong vòng chừng 2 phút tới 3 phút là đồ ăn sẽ được bưng lên liền ngay lập tức. Thì á, mình làm đồ ăn nhanh á, thì khách sẽ ăn nhanh. Khách ăn nhanh thì khách sẽ đi về nhanh thì nhường chỗ cho người khác. Đó. Với lại nhà hàng ghiền mì gõ này chỉ có vài món thôi anh chị. Mà món nào là đặc sắc món đó, mà những cái món ăn này nó rất là dễ ăn, ai ăn cũng được hết á, mà nó không bị ngán. Ví dụ như bữa nay ăn hoặc 3-4 ngày sau ăn lại cũng được như thường. Có chỗ ngồi rồi, vô đây ngồi xuống, giỏi. Trời ơi, biết nay birthday bó bói kìa có happy birthday con kìa.
Mừng quá, mừng quá. Đây nè chị. Mừng quá, trời ơi. Cảm ơn cô đi. Thank you cô đi con. Trời ơi, coi kìa. Đã chưa? Wow. Thank you cô đi con. Dạ ơi. Dạ, trời quá. Bữa nay thứ bảy hả chị hả? La quá hay sao? Chưa là. Thank you chị. Con bó này có quà đáng quá. Đeo vô luôn hả? Hôm chủ nhật tuần rồi á, khách đông quá rồi cổ bị tắc tiếng luôn. Ok. Cái này cổ nói cổ không phải bị cảm cúm hay là gì á, mà do giống như là có thể là lượng khách đông rồi cổ bị khan tiếng. Ok, mình sẽ tranh thủ mình gọi ra. Ô, mình gọi ra. Đợi bảo xíu bà gọi bác Đạt. Vô trong luôn nhanh Đạt, vô rồi. Anh ăn gì em gọi luôn cho. Hay chút mình gọi sao? Vậy thôi hả con bé? Ở đây thì nó có cái mì xào bò lúc lắc ngon lắm á. Mì xào bò lúc lắc và bò filet mignon á. Dạ có lấy rau cỏ gì không hay sao? Trời ơi có gì anh lấy ra ha. Ok rồi em gọi luôn. Ok. Ba gọi cho con mì xào bò lúc lắc. Bò này bò mềm ngon lắm nha con. Ok. Rồi. Cho anh order luôn. Dạ. Yeah. Vui quá trời vui. Công nhận. Are you happy today? How are you? Giỏi. Wow. Em ơi. Đường có nhanh hả? Dạ nhanh chị. Mới đây mà. Tuần trước hả? Tuần trước bị mất tiếng rồi. Dạ. Dạ, dạ, ok chị. Dạ, ok, để em gọi đây. Ê, no, cái này để ba quay phim mà. Cái này ba quay phim mà. Ok. À, hai cái bò mì xào bò lúc lắc. À, rồi của anh là một cái mà hai cái một hai cái mì khô tập cẩm. Một cộng cộng nhỏ đi. Một cái xí quách. À, cái gì ta? Một cái tôm gà Hải Nam. Rồi. Thank you. À, cho anh khúc sữa chua chanh dây hả? Sữa chua chanh dây đi. Rồi à, trà đá 2 ly và 2 ba ly vậy. Rồi ok. Cảm ơn. Ừ. Vui quá, bữa nay có quà cô chủ mì gõ tặng quá trời quà luôn nè. Trời ơi. Công nhận quán đông vui dễ sợ luôn anh chị. Hầu như là rất là nhiều khán giả của Bầu Trời Cali ở khắp tất cả các tiểu bang ở nước Mỹ. Khi mà xem cái kênh của em trong vòng 4 năm nay thì em đã quay mì gõ rất là nhiều. Và các cô chú anh chị đó đều đến ủng hộ cho quán. Cho nên là với cái lượng khách đông vậy á, nhiều khi á, mà anh chị biết không, rất là nhiều là khách ở những cái bang ngoài. Đó. Còn nhiều khi thấy đông vậy thì tưởng đâu là ở nhiều khi ở gần đây, không phải. Rất là nhiều ở những cái bang ngoài, thậm chí ở thành phố khác. Để đến đây mà ăn, giống như cô nãy, cô nói cô ở San Jose, tức là ở Bắc Cali xuống đây. Nhiều lắm. Rồi gặp nhiều khán giả vào chạy Cali ở đây cũng vui. Nể nhất là cái cách sắp xếp quản lý và cái cách phục vụ của cái quán này. Làm coi như là rất rẻ. Vì lý do tế nhị cho nên Bầu Trời Cali không có dám quay phim vòng nhiều khi dính vô mặt của những người khách đang ngồi ở đây. Anh chị thông cảm dùm cho Bầu Trời Cali nha. Thank you. Trời ơi, coi kìa. Khô, ok. Cái này. Món ruột của em nè. Hồi lúc ở Việt Nam á, người nghèo đâu có tiền đâu. Vô quán nhậu, họ cũng có bán cái món xíu quách giống vậy nè. Rồi cái kêu cái lẩu xíu quách ra. Có dĩa mì, dĩa rau. Rồi sau đó là ăn, uống bia, nhậu xong đi về. Lẩu xíu quách. Ok, con ăn nào, ba lấy nè. Ba lấy thịt. Ok, mì chút xíu. Okay. Ba lấy thịt cho con nha. Trời, đây chén đi. Thịt mềm ngon lắm.
Oh. Nẻ của con đâu? Con muốn cái này đi. Ok, cái nào cũng được hết á. Lấy nào đấy. Được rồi hả? Okay. Trời ơi, biết gấp đũa luôn nè, giỏi chưa? Rồi, cảm ơn. Cái này cái anh kia. Ừ, cái đó đi, cái bên đây. Này bầu trời Cali gọi sẵn cho anh Đạt luôn để giúp đỡ mất thời gian á. Rồi em dẹp hết cái này. Thank you. Trời ơi. Ok. Dốc. Dốc. Đấy. Dốc. Cả nhà nhìn nè. Tô mì hấp dẫn chưa? Cô chủ mì gõ cổ đã nói với bầu trời Cali rất là nhiều lần, không phải là một lần. Tất cả những cái thịt nè, tôm nè, mực nè, gan nè là nấu mỗi ngày nha anh chị. Ngày nào bán không hết sau đó là cũng phải bỏ đi, chứ không có để qua cho ngày mai đâu. Tất cả đều nấu là fresh mỗi ngày. Thấy rồi. Con tôm nè, giỏi quá. Trời ơi, chấm không? Mình cho miếng chấm nha. Đây. Rồi. À, bỏ rác hả con? Đây. Đây nè. Giỏi. À, cái nào con bói hả? Con muốn nào? Nước trà, trà đá không? Nè, nước chanh dây. Trời ơi, vô chanh dây ngon lắm nha anh chị. Nè, vô ô mà chanh dây nha. Ô, oh, ok, khúc, ok, bà lấy cho. Trời ơi, tội nghiệp Hà quá, Hà nhìn vô là Hà thèm nữa. Mình sẽ lấy Tugo về cho Hà. Hà nói là anh ghé anh ăn anh mua Tugo về cho em chứ giờ sao vậy? Ok. Nè coi chừng đổ nha, rồi lấy ra. Rồi ăn đi. Em muốn cái này. Ồ dạ dạ dạ. Đây ra ha. Rồi, coi chừng đổ, đeo đây. Rồi, cứ vô chanh dây đi. Ừ, ngon quá trời luôn nè, coi nè. Dâu qua chanh dây nha anh chị. Nó giống như sữa vậy, ngon lắm. Cái này là nước mắm mặn. Đây là món ruột của mình rồi, ai cũng biết rồi. Rồi, ngon không con? Chút ăn mì bò lúc đắt nữa, ok? Hai cái luôn, ok, ăn hai cái luôn. Rồi, mời anh chị nha. À, mình sẽ ăn xíu quá. Rồi, cho đó đi mà. À. Trời ơi, coi nè. Lúc nào cũng có một chén súp đó nha. Chén súp này để mình húp đau quỳ khô. Và coi cơm gà này. Rồi, qua đây, qua đây, qua đây. Súp quá. Trời ơi, coi nè anh chị. Tới đây anh chị nhớ thưởng thức thử nha, những cái gì bầu trời Cali ăn nha. Cơm gà Hải Nam, mì khô thập cẩm, xí quách, ha. Bún bò Huế cũng rất là ngon. Và cái mì xào, mì Ý xào bò lúc đắc và bò là bò filet mignon nha. Đói quá. Mà anh chị. Cái nước súp nè anh chị. Có 7 tuổi nè. Rồi, okay. Để em kia. Gà bói. Ăn đây không? Ok, đưa này đây cho bà. Lấy súp à, súp qua, súp qua. Rồi, lấy nĩa đâu. Từ từ, từ từ, từ từ. Okay. Trời ơi. Lấy nĩa ăn cho dễ con.
Bà bói nó thích ăn mì lắm cả nhà. Ăn thịt bò đi, ngon lắm á. Đó vậy. Ừ, cái này ngon. Ừ. Cái này mình ăn không hết là mình tui rô nha anh chị, chứ mình không có bỏ phí bỏ mứa đâu nha. Thấy mình kêu nhiều nhiều vậy chứ mình tui rô về hết á. Ừ, giỏi vậy, ăn giỏi vậy. Đạt bị kẹt xe. Ok mình ăn trước đi. Ở đây nó có ớt, ớt ngâm chua đó anh chị, với tỏi, ăn vô đỡ ngán. Gan, tim, nè, mực, nè, bao tử, tôm, trứng cút. Từ từ ba lấy ra, đổ. Cho ba lấy ra con, đổ nha mực. À, có ăn thử đi. Miếng thôi, miếng thôi, cái hả, cái hả. Cái hả, đây. Ngon. Ăn đi. Đá rồi hả? Đừng đổ lên vậy. Uống gì? Đó, mì kìa, đó, bát của bé. Đạt mới tới. Bữa nay quýt kem mà nó kẹt dữ lắm. Cái kiểu cái mì. Hả? Chị nghe được. Okay, okay. Thì tặng birthday cho bạn, tặng birthday cho bạn. Say happy birthday chị. Đứng dậy, đứng dậy. Gift cho chị. Yeah, đứng dậy. Rồi, đó. Trời ơi, tứng đi nè, rồi ba tứng đi đi mua đồ chơi con. Yeah, bắt đầy ba bói, giỏi. Thank you em đi con. Đi lên. Eat and daddy buy get candy for your kids. Để đi cho bạn. À, có muốn tiền không biết nào, không có cay đâu, được, không cay lắm được, đâu. Được, không sao anh nghĩ được. À, rồi. Cho anh cái... một cái mì thập cẩm Tugo. Mì nước, thập cẩm Tugo. Dạ, chào cô. Bên kết dạ. À, cái mì giống vậy, nhỏ nhỏ vậy thôi, nhỏ nhỏ thôi. Mì nhỏ này nha. You got it. Is it good? Hmm. Yeah, you have your chopsticks too, okay? Cái dâu trên dây nó ngon nha anh chị. Cái chua chua nó béo béo ngon lắm. Dâu trên dây, ăn tự nhiên đi nè. Nói mỗi lần tới tính order thử món khác. À, chào chị, chào à, à, cô đi cô, à, cô đi cô. Ủa, mới vừa gọi thì. Dạ. Được, 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 dạ, dạ. Xong rồi, xong được, rồi, đây này em ăn xong rồi nè, bây giờ em chuyển qua cho em chơi cái này tiếp nè. Cơm hả? À. Đây chị. Đây chị. À, chắc thèm lắm, giờ dạ. Thèm lắm. Đâu qua được. Kẹt cái lễ. À, chiều nay mời. Dạ. Có em có gọi cái Tugo cho Hà, cái mì nước. Một cái không? Một cái thôi. Ồ, nếu vậy thì về em đây hả? Em nếu vậy nha. Nếu vậy cho Hà một cái này Tugo đi. Em về. Hôm nay cái này em định ăn ăn không hết đâu. Một okay, bao nhiêu em về thôi. Ok rồi rồi. Đúng rồi. Dạ tại Hà thích ăn cái mì cơm. Dạ không, dạ không đủ rồi. Còn quá trời bữa chị con cả đóng luôn. Hả? Thôi thôi thôi. Đủ rồi chị, cảm ơn chị. Tại vì tính này ăn đâu hết đâu, cho nên em sẽ Tugo vậy. Ok. Anh nói, tính nói tính mỗi lần tới đây á, tính để bụng để ăn cái món khác, thử cái món khác. Ừ. Mà mỗi lần tới vừa nhớ tới cái mì liều mì gõ này cái thèm quá là phải ăn mì rồi. Ăn cái mấy em ăn cái món này ăn hoài. Bởi vậy cái cuối cùng có món này. Có món gì ngon thì.
Anh Đạt tới đây mấy lần ăn cái món mì khô. Gì coi. Hồi nữa ba chở con đi mua đồ chơi nha. Cái bói muốn mua gì bói mua nha. Con mì gõ tặng cho một giỏ luôn hả? À. Trời ơi, cậu bận biểu vậy cũng tội nghiệp ghê. Ăn nhỏ. Nhưng mà bò bớt. Đến Nam Cali, hãy đến ghiền mì gõ để thưởng thức thử nha anh chị. This is more book. Không, đến đây là một thiếu sót. Một trong những nhà hàng gọi là ăn ngon, tươi, phát, sạch sẽ, phục vụ nhanh, chu đáo. Tôi biết tại thường thường anh đi làm thì có bữa cuối tuần á, thì khách của đài bầu trời cao đi của mình mà tới mùa khô của Ngọc á, thì lâu lâu cuối tuần anh gặp lần. Rồi mỗi lần ra số phải như ai mà tới đó thì đi đây xong rồi ra ngoài ghé kia mày gọi ra mà ai cũng khen, ai cũng nói mà công nhận anh ăn anh cũng nói cũng thích thịt quá mà thịt. Cái quán này hầu như là tiếp cái lượng khách xuyên bang nhiều nhất. Dạ. Khách xuyên bang á là một phần cũng là khán giả của em. Okay, good. What do you want to drink? Coke? Coke? Okay. Mình còn phải hút cái nước lèo này nè, ngon lắm. Ăn xong á, ăn này xong á, qua bán cái bên cho bánh kem. Ok, cho hay nó. Ok, rồi chơi. Rồi lấy bánh kem ra cho hỏi. Rồi, cho hai vậy, cho hai nè. Thử cái đi. Được. Trời, khai liền giỏi rồi. Nít nó chỉ vui khi mà nhận được quà thôi. Năm chỉ có 2 ngày sinh nhật với Noel để kệ có quà cho. Sinh nhật với Noel đúng không? Ok, bảo trợ Cali sẽ Togo về Arizona. Này cũng mà mệt quá, tính ra lại anh Đạt chơi bữa nữa mà nhậu không nổi. Thôi về ngủ luôn cho khỏe. Chỉ qua đây, chủ yếu qua đây bữa nay là cái ngày birthday của bố bối nè anh chị. À, xong cái này thì mình sẽ đi chở đi vòng vòng mua một số đồ cho nó, rồi mình sẽ đi mua một số đồ cho mình nữa, mà rồi mình chở về Arizona. Có nhiều cô chú anh chị bên đó nhờ trời Cali mua này mua nọ đó, cho nên là sẵn đó là mình đi luôn. Rồi ok, bầu trời Cali sẽ Togo những cái này nha anh chị. Rồi anh chị cứ tiếp tục theo dõi với kênh của bầu trời Cali đó nha. Tiếp tục theo dõi với kênh của em nha. Rồi em sẽ dắt bố bố qua bên kia để mà cho nó ăn kem. Rồi mình sẽ thổi bánh kem luôn. Đó. We'll be right back.
Rồi bây giờ mình sẽ đi qua bên kia ăn kem, sau đó thổi bánh kem cho bà bối. Ok. Nó ngọt nè. Dạ, cảm ơn chị Trang nhiều. Em xin cảm ơn chị đã ok cho Ly luôn nha, ủng hộ Diêm Ly Ngọt, ủng hộ em. Thank you. Yeah. I lost my voice, so thank you. Happy chị. Birthday, yeah. Bố nha. Cảm ơn con đi con. Bye bye con đi con. Nè, bye bye. Em gì hả? Bye bye kẹo á. Thank you. Okay. Trời ơi, coi kìa. Dạ, cảm ơn chị Trang. Trời ơi, coi cà đã chưa. Oh, bỏ bối thích dâu. Ok, bây giờ bà đốt bánh bánh kem cho con thổi không nha. Đây là cái target. Bây giờ vào trời Cali sẽ dắt bối bối vô đây để mua tập vẽ cho nó. Hỏi con thích gì? Con thích tập vẽ. Ok. Đồ chơi nó nhiều lắm rồi chị. Ba có mua cho con cái áo đầm hả bối? Về mặc áo đầm của ba thử coi. Mặc vừa không? Nha không? Nha không? Nha không? Ba mua cho con áo đầm. Chỗ này không con? Giỏi quá cho ta biết hết trơn luôn trời. Giỏi. Này gì? Đâu? Mở ra. Bà mở ra coi coi. Con mở ra. Nothing. Nothing, không phải. Này không phải không? Nothing là không phải. Ok, đây để bà kiếm cho, chờ bà chút. Mở ra coi coi có gì trong đó coi. Để xúc. Nè, hả? Thấy mấy con này không? Dạ. Nè, mấy hình con này hả? Rồi. Ok, đúng rồi. Có sticker không? Nè, tập vẽ nè, đúng rồi. Sticker hả? Không biết có, ba không biết có. Cái này vẽ, có viết đây không con? Có viết nè. Yeah. Lấy cái mới đi, ha. Đó, lựa đi, con lựa hình đi, con thích hình nào. Công chúa rồi con. Chú này không? Disney nè. À. Rồi, nào nữa. Sticker đó con. Ừ. Rồi, tối về vẽ đã luôn. Tối về vẽ đã luôn. Nó dán đã luôn. Được rồi. Rồi, ok, go.